Xin mến chào tất cả các anh em, các cô chú, các bác trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay Tùng Nguyên Audio có làm một video để giới thiệu đến tất cả các bác hai mẫu loa Leo, một mẫu bass 40 lb của công ty Merry sản xuất, và mẫu bass 40 lb với cấu hình. Ở đây thì các bác cùng tham khảo cấu hình loa của bên cửa hàng Tùng Nguyên. Ở đây thì Tùng Nguyên đang giới thiệu là một chiếc, nhưng khi giao hàng cho anh em thì sẽ là một đôi. Và các bác cùng tham khảo cấu hình của bên cửa hàng. Với cấu hình củ leo này thì một dòng là củ leo bi và một dòng là củ leo nguyên khối. Củ leo nguyên khối thì củ của nó nhỏ, còn củ leo bi của nó thì nó xòe ra rất là to, vì cái viên bi của nó thì nó phải đan vào, còn củ leo nguyên khối nó nguyên liền một khối. Đấy, con dòng neo bi này thì nó được chụp đây này, neo từ bi ở bên trong và được chụp một cái u sắt để tản nhiệt ở bên ngoài, giống như neo này cũng thế, từ neo bên trong nhưng sẽ lại chụp cái u ở bên ngoài các bác nhé. Với cái sản phẩm mà từ neo thì có rất là nhiều mẫu leo rẻ, mẫu leo đắt, mẫu leo trung bình, mẫu leo cao cấp, nó cũng đều có cả. Với các sản phẩm từ neo thì bình thường có rất là nhiều mẫu neo, nhưng quan trọng là cái chất lượng và cái công ty nào làm ra một chiếc loa neo thì sẽ cho một cái chân âm nó rất là khác. Các bác có nhu cầu mua loa thì liên hệ cho Tùng Nguyên bên số điện thoại trên tấm biển này nhá. Các bác nhìn cái củ nó bé tị, cái củ này to hơn, vì cái củ này nó sẽ chụp cái u sắt tản nhiệt ở bên ngoài. Củ này xương uốn cong, xương của nó thì là xương nhôm đúc liền khối. Hàng này do công ty Merry sản xuất các bác nhé, 40 lb. Còn hàng này do công ty NG này. W trên chổi kháng 8 ohm, mã của nó là 15LD680. Dòng leo này, các bác thấy hai mẫu leo này đẹp cho Tùng Nguyễn một like và bấm đăng ký kênh. Mẫu leo này là xương nhôm đúc trẻ đôi, màng sơn dầu, gân vải tẩm dầu 3 gân. Mẫu leo này là hàng cao cấp các bác nha. Đấy, màng nó rất là đẹp. Còn đây là dòng bát 40 lb. Các bác có thể là tháo chút cái chụp sắt ở ngoài ra, bên trong là neo bi. Hàng nhập khẩu các bác nha. Nhập khẩu từ đâu ạ? Nhập khẩu từ Trung Quốc các bác nha. Côn 76 những màu vàng chanh, cấu hình cực kỳ đẹp rồi. Hai mẫu bát này rất là đẹp. Nhà Tùng Nguyên mẫu leo này có rất là nhiều mẫu, mang sơn dầu và gân vải tẩm dầu nó 2 gân. Thì hôm nay Tùng Nguyên có xuất cho hai bác khách là hai đôi bát 40 với cấu hình khác nhau, nhưng đều cho giá giải ca rất là sáng. Còn em làm video ở đây, các bác nào có nhu cầu quan tâm đến mẫu nào thì lấy thôi. Còn nhà em làm rất là nhiều mẫu, mẫu neo nào cũng sáng, kể cả mẫu rẻ cũng sáng, mẫu đắt cũng chỉ là sáng tiếng. Đấy, nhưng cái quan trọng ở đây để cho ra một chất âm cực kỳ tuyệt vời thì nó có rất là nhiều phân khúc giá khác nhau. Nhà em làm rất là nhiều mẫu nên không có mẫu nào nó loại 1, cũng không có mẫu nào nó loại 2. Đấy, với tầm tiền các bác có thể là lựa chọn cho mình một cặp bát. Đấy, với cái tầm tiền các bác nghe em đã nói là tầm tiền rồi, chứ còn đâu nhà em làm nhiều mẫu neo lắm nên chả hơi đâu mà đi phân tích loại 1, loại 2 mình cho mệt. Quan trọng là cái giá thành, các bác nhập giá bao nhiêu và em nhập giá bao nhiêu để em bán ra. Đấy, chứ còn đâu mỗi cái giá trị của cái loa bát nó có cái giá tiền khác nhau. Ví dụ có người so sánh mà là đôi bát này 3 triệu, đôi bát kia 3,8 triệu, hỏi là có hay bằng nhau không. Hỏi câu thật sự em hỏi câu rất là buồn cười. Giống như mình mua một đôi dép đấy, đôi dép 70 và đôi dép 120, nó phải khác nhau. Đấy, khác nhau ở đâu ạ? Hình thức như nhau nhưng khác nhau về chất lượng các bạn nhé. Thì có nghĩa như nào, loa thì nó có nhiều phân khúc giá. Với cái tầm tiền mình có thể xài cái đắp loa này, nhưng với cái tầm tiền em sàng lọc loa rồi các bác nhé. Cửa hàng em là cửa hàng nhập rất là nhiều loại loa, nhưng em lại sàng lọc loa. Sàng lọc là như nào? Nhập những mẫu loa nào cảm thấy chất âm với cái giá tiền rất là phù hợp với anh em thì em lại nhập về. Đấy,
Với dòng bát này thì bên cửa hàng Tùng Nguyễn đang cung cấp với giá 3.950.000 là một đôi bát 40NG neo này. Còn đôi bát 40 neo Mary ở đây là 3 triệu một đôi các bác nhé. Thì hôm nay em xin chào tạm biệt tất cả các bác. Hôm nay em làm video như này để cho các bác cập nhật những sản phẩm bên cửa hàng. Các bác có nhu cầu thì lựa chọn các sản phẩm bên em. Để ủng hộ em thì có thể là like và chia sẻ và bấm đăng ký kênh. Nhà em là một kho loa bát rời để cho các bác lựa chọn sản phẩm về nâng cấp thùng thay mới hoặc là bán lại cho cửa hàng. Thì hôm nay em Tùng Nguyễn xin chào tạm biệt tất cả các bác. Hẹn các bác trong một clip mới nhất nha.